Em cái gì mà em? Em ơi, đừng có chèn ép anh nữa, tội nghiệp anh mà em. Chèn ép cái gì? Hai vợ chồng, anh... hai vợ chồng, bình tĩnh, bình tĩnh. Mới sáng sớm, mới có một người khách bước vô đây thôi đó. Hai vợ chồng bước xuống quán cà phê, người ta mà cãi lộn mà khách nào dám vô nữa. Cái gì cũng phải có lý do của nó hết. Bây giờ nè, em hỏi anh nè, nhanh Tú. Ví dụ như đi, khi mà chị vợ của anh á, đi làm đó, xinh đẹp vậy mà có người ở công ty đó dòm ngó rồi có ý vê vãn, thì anh thấy sao? Trời, em nghĩ sao? Thí dụ mà có trường hợp đó xảy ra, dĩ nhiên anh bắt vợ anh phải ở nhà làm việc nhà, không cho đi làm nữa. Bắt ở nhà làm việc nhà, không bắt cho đi làm ở nhà. Anh nghe chưa? Anh nghe chưa? Vậy là những điều em nói đúng hay sai? Em à, Tú, em nói không hề sai, đúng như vậy. Bắt ở nhà, không cho đi làm, cho nên anh phải ở nhà, còn em sẽ là người đi làm. Em à, anh có gì kỳ vậy? Ủa sao tự nhiên em cấm mình không cho nó đi làm? Anh nhìn đi, anh nhìn chồng em đi, đẹp trai mịn ngờ như vậy, có nhà giàu, có điều kiện, đi làm vô công ty rồi bây giờ gái nó nhìn nó tăng tia rồi nó dòm ngó rồi nó ve vãn. Trời ơi anh ơi, em mất chồng. Em mà trời đất ơi, đâu phải đẹp là cái tội đâu em. Em lúc nào cũng vỡ trách anh, tội nghiệp anh. Nhưng mà mất anh rồi thì tội cho em lắm, anh hiểu không? À, anh Tú ơi, em có một cái đề nghị này. Có thể bây giờ anh ở nhà đó, anh có thể chỉ cho anh Minh nhà em á, là bây giờ làm công chuyện nhà được không? Quét nhà lau dọn gà hả? Làm hết, làm việc nhà đó. À, tức là hướng dẫn nó trở thành một người đàn ông của gia đình phải không? Trời, dưỡng gì chuyện đó, chuyện nhỏ anh làm suốt hả? Chuyện nhỏ uy tín. Anh cứ bắt anh làm hết tất cả những công chuyện nhà ở đây cho em, hiểu chưa? Ok. Rồi bây giờ cục cưng à, đưa vợ cho em đây cục cưng ơi. Bây giờ Minh, chồng em sẽ là người đàn ông của gia đình, còn em sẽ là người đàn bà của xã hội. Vậy đi. Em cứ đi làm em. Đi mọi chuyện để anh lo. Trời ơi Tú, tao với mày là bạn thân với nhau mà tự nhiên mày không nâng tao lên thôi mà còn đạp tao xuống chi vậy? Nè, bây giờ bình tĩnh nghe tao nói nè. Cái gì? Bây giờ thử nghĩ đi, nếu như tự nhiên á, ở đâu á có một người ở đợ bước vào cái quán này làm việc không công, thì mày có hành hạ ngược đãi nó không? Hành sống hành đó. Ý mà nói tao đúng không? Chịu khó vô trong lấy giùm tao cái đồ lau nhà ra đây, lau sạch sẽ cái quán nhanh lên. Tú ơi, tao làm không có được với cái chuyện này đâu Tú. Không được, tao mới hướng dẫn cho mày làm, yên tâm, vài bữa nữa là được hết á. Trời ơi, tao làm không được đâu Tú ơi. Nghe theo lời tao, kể từ bây giờ mày sẽ là người đàn ông của gia đình, còn vợ mày sẽ là người phụ nữ của xã hội. Trời ơi, mày giết tao đi. Nói chung á, là bây giờ mọi chuyện em đều trông cậy vô chị hết. Chứ em bó tay ông Minh nhà em rồi, ông không có làm được cái gì hết trơn á. Trời ơi cô, em yên tâm đi. Trời, vô của tay của chị rồi ha. Từ giờ thằng Đậu cũng thành ô sin loại 1 nữa đó em. Xuất sắc. Cái gì vậy? Cái gì mà ô sin loại 1, ô sin loại 2 vậy em? Em, anh em muốn người làm hả? Ừ, vô đây. Ừ. Giới thiệu với anh. Thôi khỏi giới thiệu, anh nhìn là anh biết liền. Chào em. Chào anh. Em là ô sin loại 1 đúng không? Dạ, giới thiệu với anh. Tôi á là người dạy để mà hả làm việc nhà thiệt là giỏi, là giống như là ô sin vậy đó. À vậy hả? Tức là chị này hôm nay tới đây sẽ là người dạy cho anh những cái công việc nhà cần thiết nhất đó, biết chưa? À anh hiểu rồi, nói vậy là chị là người giúp đỡ cho em đúng không? Không có giúp đỡ, dạy anh làm việc nhà. Là việc nhà anh phải làm, chị chỉ đứng dạy thôi. Anh hiểu chưa? Anh với mình đã từng là thỏa thuận với nhau chưa? Em sẽ lao ra ngoài đi làm, còn anh ở nhà lo việc nhà, nhớ chưa? Anh nhớ rồi em. Nhớ chưa? Đây nói lại đây. Đây là sẽ là cô giáo của anh đó. Đúng rồi, cô giáo của anh. Vậy nha. Vậy thì chúc hai cô trò học tốt với nhau nha. Rồi, em chồng em ơi, ngoan nha. Gắng học tốt để sau này chăm lo cho gia đình mình nha. Em yên tâm. Bây giờ mình bắt đầu học nha. Ê khoan, trước khi học á là anh muốn giới thiệu về cái tiểu sử của anh cho em biết ha. Cái thời mà còn đi học á nha, là anh toàn là điểm 9, điểm 10 không đó, chứ phải đơn giản đâu. Không có thầy cô nào mà gọi là dám chấm điểm thấp anh hết. Bởi vì sao? Chấm điểm thấp anh là anh là mệt mỏi với anh liền đó, thấy chưa? Thấy không? Bởi vì anh khuyên em, thấy không? Suy nghĩ cho kỹ nghe chưa? Bảo toàn là tính mạng đi. Bất chấp phụ nữ đàn ông là tôi quýnh hết. Bởi người ta chứ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi đánh cô nào? Trời đất ơi, tôi phải la trước chứ. Không lẽ để anh đánh tôi mới la hả? Trời đất ơi, tôi chưa đánh cô. La quay là cho cả dãy nhà trọ là người ta biết hả? Rồi giờ sao? Đánh không? Thì học đi. Không đánh thì học. Nè, bắt đầu, đeo tập về vô. Phải đeo này vô mới được hả? Ừ. Trời đất ơi, tập về mà cũng màu xanh, hợp áo mình nữa.
lau chén nè, thấy chưa? Đó, anh phải lau vậy đó. Cầm cái khăn này, lau đi. Lau chén đúng không? Ừ. Lau chén thôi chứ có cái gì đâu mà khó. Nè, lau chén nè, lau chén nè, thấy chưa? Thấy chưa? Ây chết, cha lỡ tay. Ây da, sao cô đánh tôi? Rớt một cái chén là một roi nghe chưa? Làm lại, lượm lên. Lượm lên, làm lại. Lau cho đàng hoàng đó. Lau nè, chứ đâu phải. Ui da cô ơi, trời ơi, cái này là tôi vô tình chứ tôi đâu có cố ý làm rớt đâu. À, vậy là hồi nãy là anh cố tình đúng không? Trời ơi, sao cô đánh tôi hoài vậy? Thì cái tội là lừa dối giáo viên biết chưa? Đi lượm, làm lại. Nhanh. Em ơi, cứu anh nè em ơi. Anh ơi, sao nhở? Trời ơi, em ơi, em đi đâu vậy? Cái cô này, cậu. Cái gì? Chị có roi luôn hả? Vậy là chị đánh ảnh hả? À, tôi thì tôi có cách dạy của tôi mà. Trời ơi, hay quá chị ơi. Dạ chị ơi, em cảm ơn chị quá chị ơi. Chị biết hôm chồng em nó được chiều chuộng từ nhỏ đó, nên bây giờ anh không biết một cái gì hết, là bây giờ là mình phải dạy lại từ đầu. Hay quá chị ơi, đó chị cứ dạy đi. Chị cứ dạy thoải mái đó. Bây giờ đánh cứ đánh đi, cứ coi như là em không tồn tại đây. Em hoan nghênh cách dạy của chị. Dạ hay quá, vợ ơi. Thôi giờ đây, vợ ngồi đi, coi anh học nè. Rồi anh học đi kệ em. Anh học nè. Rồi ngồi xuống, lau tiếp. Lau bếp nè ha cô. Cô hướng dẫn lại giùm em cái đi. Nè, lau như vậy, thấy chưa? Sao kỳ vậy ta? Chị, nhiều khi em thắc mắc luôn, biết phải chồng em nữa. Thường thường cái giờ này là ổng ngủ trưa, mà bây giờ tự dựng đầu dậy, tự ra ngoài kia lấy quần áo rồi vô ngồi xếp cho coi. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là y như là một cái người vô hồn vậy đó. Ờ, giống như cái dân chứ không phải có con người nữa. Thiệt mà em. À anh Minh ơi, anh có sao không anh Minh ơi? Không trả lời luôn thấy không? Trời ơi, làm sao quá. Ghê quá vậy. Anh ơi, chồng ơi. Minh. Chị ơi sao kêu không có chuyện nghe gì vậy? Ơi, khèo luôn mà cũng không có phản ứng luôn. Thôi rồi, bây giờ làm cách nào bây giờ chị? Để chị suy nghĩ coi. Chị nhớ rồi, chị, dân gian có một cách để chị áp dụng cách của dân gian. Chỗ này nhiều máu nè. Ôi anh đánh sao vậy? Em làm cái gì vậy? Chị có đau không? Anh bị gì vậy? Anh ơi, sao vậy? Nãy giờ em với lại chị Dung kêu anh quá trời mà anh không biết gì hết hả? Anh có biết gì đâu. Tự nhiên anh... Em tưởng anh bị ma nhập hay là bị gì á, nên em mới cắn anh cho anh hết chứ bộ. Mà anh có bị gì không? Anh thấy sao? Anh không biết nữa, tự nhiên anh nhớ rõ ràng là anh đang nằm ngủ mà. Sao tự nhiên cái em Dung cắn anh cái là anh thấy anh đang sắp đồ luôn á. Trời ơi, thấy chưa? Chắc chắn là ảnh đã bị hội chứng ám ảnh công việc rồi. Em bắt ảnh làm việc nhà nhiều quá đó. Ảnh bị quen luôn, thành cái máy luôn á. Ám ảnh công việc hả? Ừ. Chứ cái gì mà phải tự ám ảnh như vậy? Đúng mà rồi. Anh ơi, anh ổn mà đúng không? Chồng ơi, chồng đừng có chuyện gì nha. Anh mà có chuyện gì là không mẹ con em không có sống nổi đâu. Chồng ơi. Anh không biết sao nữa, kỳ quá. Không biết sao luôn rồi, bây giờ sao? Khổ quá. Bây giờ phải bớt việc cho ảnh thì sao đó đi chứ. Dũng ơi, Dũng. Bớt việc hả? Xuống nhờ chuyện này chút coi. Chị Dũng. Bớt việc. À thôi được rồi, chồng ơi. Từ nay về sau á, thôi chồng đừng có làm việc nhà nữa. Em không có bắt chồng làm việc nhà nhiều nữa. Chồng bình thường là đi chứ chồng đừng có vậy. Em sợ lắm. Trời ơi, em nói thiệt hả em? Ừ. Em không bắt anh làm công chuyện nhà nữa hả? Ừ. Trời ơi, vợ ơi. Ừ. Anh thương vợ quá à. Trời ơi, anh cảm ơn vợ nhiều nha. Vợ, vậy là vợ cho anh đi làm đúng không vợ? Đi. Cái gì vậy? Cũng được. Nhưng á, mà anh đi làm á, anh không có được thả thính được. Thả thính rồi dính thính rồi vậy là biết em à. Trời ơi, tưởng chuyện gì. Cái chuyện đó thì em yên tâm, đúng không? Anh chỉ tập trung vô công việc để làm thôi nha. Một người con gái phụ nữ nào mà sáp sáp anh là giang ra, sàm sỡ, đừng có hãm hiếp tôi. Giang ra, anh la lên vậy là tụi nó nhạt hết. Không ai dám sáp anh. Thôi giang ra, đừng có đụng người tôi. Giang ra đi. Im đi. Anh làm gì anh la bài hải lên vậy? Tính sàm sỡ tôi hả? Sàm sỡ, trời, anh nghĩ sao em sàm sỡ anh? Tự nhiên la lớn vậy, anh hải chồng em, ảnh nghe được, anh hiểu lầm, em chết ngắt em luôn á. Ủa mà chị quay lại đây chi vậy? Đây nè, có thư ngân hàng gửi cho ảnh nè. Đưa cho... Thư ngân hàng hả? Ủa? Ủa?
gì vậy anh? Ủa anh sao ngân hàng gửi thư cho anh vậy? Ủa sao gửi thư cho anh vậy? Mấy cái này là bữa là anh phỏng vấn chơi, nhưng mà xui cái tự nhiên đậu thiệt. Mà trời ơi, cái ngân hàng nó có chút chiếu à, nó không hợp với cái level, cái đẳng cấp của anh làm ở đó. Đưa đây, mở ra cho em coi. Em anh nè, em thấy anh là thái độ khả nghi lắm. Này là thư tình của ai gửi cho anh hay sao đây mà tình gì nữa? Anh giấu thư tình đâu? Không phải mà đọc phải biết thư tình chết tôi à. Có gì đâu phải giấu đúng không? Giấy báo nợ ngân hàng đó. Hả? Ôi tôi đúng nợ luôn. Phải không? Trời ơi. Trời ơi. Giấy báo nợ ngân hàng. Là sao? Tại sao anh thiếu nợ ngân hàng? Em à, cái chuyện nó cũng dài dòng lắm. Tại ngày xưa đó anh cũng hay tập tành làm ăn với người ta, nhưng mà xui một cái anh bị thua lỗ. Cái thua lỗ xong cái anh mượn nợ anh làm tiếp đó, rồi nó thua lỗ nữa. Ông bà mình có câu mà, thua keo này nó bài keo khác. Anh thua bao nhiêu keo rồi? Mới có 5 keo hả? 5 keo hả? Rồi bây giờ anh định bày thêm bao nhiêu keo nữa hả? Trời ơi, đúng là tốt mà rã đám mà. Vợ yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất, vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Cái gì? Ở đâu ra 7 triệu? Nhắn, hả? Đâu? Mọc túi từng xu nè, có nào thì chắc sẽ như hoàng thư. Em mà tại bây giờ mà mới mua cái nhà 700 triệu em. Cho cái đống căn hoa hậu đi chuyên, sốc cho cái căn hoa chẳng đường dài. Hoa lại xưa mai sâu, mãi mãi ở của nhau. Gặp hai bên nhau, nhà vợ yêu. Là nói chung cái số của cái nữ này là không thể